lũ cameraman kia, hãy đứng lại. Bảo vệ công chúa. Chết tiệt, kẻ nào? Ngươi định làm gì? Ồ, thì ra các ngươi đang đưa một công chúa camera vô mình đi đâu thế? Cô ấy thật xinh đẹp, ta muốn bắt cô ấy làm vợ của ta. Không, ta được cha ta gả cho con trai của đức vua Clockman rồi. Ngươi không được làm bậy. Hả? Lũ Clockman à? Vậy thì ta càng phải giành giật. Nào, mau tránh ra để ta lấy công chúa này làm vợ. Còn kẻ nào cản đường ta, ta giết hết. Chết tiệt, công chúa, mau chạy đi, chúng tôi sẽ đối phó hắn. Với sức lực của các ngươi hay sao? Lũ rác rưởi, mau tránh ra. Đứng lại cô em xinh đẹp. Cứu tôi mày, cứu tôi. Cô em xinh đẹp, cô em càng chạy khiến anh càng kích thích đó. Ở đây không có ai có thể tới cứu được cô em đâu. Chấp nhận số phận đi. Không, người thôi lại gần ta, ta sẽ tự tử chết đó. Ồ, ta sợ quá cơ. Vậy thì ta phải nhanh chóng bắt cô em về động phòng ho chút thôi. Bấm báo thưa chúa tể Clockman. Công chúa có loài cameraman đã bị một kẻ bắt cóc rồi. Tất cả tùy tùng đi theo bị giết sạch. Cái gì chứ? Kẻ nào to gan đến như vậy? Ngay cả con gái của chúa tể tài thành cameraman được cử tới đây để làm vợ của con trai ta mà cũng dám cướp. Dạ thưa chúa tể Clockman, khi chúng tôi phát hiện ra những thuộc hạ của camera vô mình công chúa thì một trong số họ hấp hối bảo rằng đó chính là Black Realman đã cướp cô ấy đi. Cái gì? Black Realman à? Là loài nào chứ? Sao ta chưa bao giờ được nghe? Con trai, hãy bình tĩnh. Mấy chục năm về trước, có một loài gọi là Realman sống trong một ngôi làng cũ kỹ. Bọn chúng hành nghề cướp bóc, cướp tất cả những ai đi ngang qua đó, khiến cho loài cameraman khó khăn trong việc vận chuyển lương thực. Do đó, tổ tiên của loài cameraman đã cầu cứu tổ tiên của chúng ta, cùng nhau tiêu diệt sạch sẽ loài Realman. Vì thế mà Titan Camera luôn biết ơn loài của chúng ta, nó đã gả con gái của chúa tể cho con đó. Thật không ngờ hôm nay lại xuất hiện thêm một tên Black Realman. Không lẽ mầm móng của bọn chúng vẫn còn? Chết tiệt, con không quan tâm hắn là ai. Hắn dám đụng tới người phụ nữ tương lai của con, con phải quyết đòi công bằng lý lẽ. Thuộc hạ đâu, mau theo ta. Hả? Này, con trai, đường đi. Thiên khốn, ta không muốn làm vợ của ngươi đâu. Ngươi đụng vào người ta sẽ cắn lưỡi tự sát đó. Cái gì? Ngươi thật là cứng đầu. Được, ngươi muốn chết, ta cho ngươi chết. Dừng lại, tên khốn kiếp kia, ngươi không được đụng vào người của cô ấy. Cô ấy chính là vợ tương lai của ta, còn ngươi chỉ là một kẻ bẩn thỉu xấu xa, ngươi đáng bị tiêu diệt. Là lũ Clockman à? Cái gì chứ? Các ngươi dám chửi ta xấu xa à? Ngươi không xấu xa thì tại sao lại làm những việc kinh tởm này? Ngươi không khác gì giống loài tổ tiên của mình. Cái gì? Ngươi biết về tổ tiên dòng loại của ta? Mau nói, họ đang ở đâu? Tại sao lại để ta sống một mình cực khổ cô đơn thế này? Họ không hề bỏ ngươi, mà tổ tiên của ngươi cũng không khác gì ngươi. Chuyện cướp bóc tất cả những người vô tội đi ngang qua đây, bọn chúng đã bị tổ tiên của ta cùng với tổ tiên của loài cameraman diệt sạch. Gì chứ? Thật đáng ghét. Vậy thì ta càng phải tiêu diệt, băm xẻ thịt các ngươi ra thịt trăm mảnh. Chịu chết đi. Tụi bay, bắt sống hoặc giết chết nó cũng được, sau đó đem cơ thể nó về cho cha ta trừng trị tiếp. Lũ vô dụng chúng mày đòi hạ gục được tao hay sao? Không dễ đâu, tao sẽ xé xác ăn luôn thịt chúng mày. Không, hoàng tử Clockman, người giết chết chồng tương lai của ta, ta cũng không muốn sống nữa, ta sẽ tự sát. Đồ ngu ngốc, phải được lắm, ta không có thì tất cả các ngươi đều phải chết hết. Nhanh lên tụi bay, tìm bắt được tên khốn kiếp đã giết chết con trai của ta ra đây. Vâng, thưa chúa ta. Ta chết tiệt,
hay sao? Tự nộp mạng vào lãnh địa của ta thế này. Chết, gì thế này? Sao ở đây lại xuất hiện một tai tình mà lách Real Man chứ? Rõ ràng chính thám chỉ báo là một tên Real Man nhỏ bé thôi mà. Ồ, không lẽ người chính là chúa tể tai tình Clockman? Đúng vậy, mấy ngày trước ta cũng chỉ là một Real Man nhỏ bé, nhưng con trai của người tự tới đây nộp mạng, ta sẽ thịt hắn cùng với những tên thuộc hạ to lớn, khiến ta hấp thụ năng lượng vô cùng lớn và biến thành một thực thể tai tình thế này. Cái gì chứ? Đúng là thứ độc ác xấu xa. Người đúng là cặn bã của cái thế giới này. Chúng ta phải giết chết người để báo thù cho hoàng tử Clockman. Với lũ nhỏ bé của chúng mày hay sao? Được, chúng mày muốn nộp mạng vậy thì hãy tới đây tất cả đi. Chết tiệt, người đừng quá ngạo mạn. Tổ tiên của ngươi đều bị tổ tiên của ta cùng với tổ tiên của loài camera man tiêu diệt sạch, thì không có lý do gì một mình ngươi có thể chống lại ta cùng với đám thuộc hạ của ta. Cuộc chiến năm xưa ta không biết như thế nào, nhưng bây giờ ta đã khác với tổ tiên của ta. Ta mạnh mẽ hơn, màu sắc của ta trở nên vô tình độc ác hơn. Thậm chí ta còn sử dụng một thanh kiếm sắc bén, chém sắt đá như chém bùn. Chết tiệt, không những ta bảo thủ cho con của ta, thuộc hạ của ta, mà ta còn giúp thế giới này xóa sạch vết nhơ như ngươi. Ngươi không đủ đẳng cấp để chiến chết ta đâu. Xuống địa ngục đi. Là cameraman nhất định sẽ tiêu diệt ngươi. Hả? Là cameraman à? Hay lắm. Vậy thì ta sẽ cho bọn chúng chết chung một thể với ngươi luôn. Nhưng khoan, bây giờ ta mượn sức mạnh của ngươi một chút. Ngươi định làm gì ta? Ngươi nói cái gì? Là Clockman bị một kẻ kỳ lạ giết sạch hết rồi à? Còn con gái của ta đưa tới đó như thế nào rồi? Thưa chúa tể, công chúa đã mất tích trước khi đưa tới đó luôn rồi. Cái gì chứ? Chết tiệt, con của ta. Mau lên cho tất cả binh lính lục tìm tất cả mọi nơi gần đó, phải tìm được con gái của ta. Vâng, thưa chúa tể. Nào, tất cả anh em mau nhanh chóng lên đường thôi. Chết tiệt, rốt cuộc kẻ đèn náo loạn chính là ai? Kẻ nào? Chào ngươi, chúa tể tai tình cameraman. Gì thế này? Một tên tai tình Real Man màu đen to lớn à? Không thể nào, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng loài Real Man đã bị tổ tiên của ta diệt sạch hết rồi mà. Nhưng thật đáng tiếc, tổ tiên của ta lại cố gắng để lại một mầm móng còn sống, và cũng chính ta đã bắt con gái của ngươi. Nhưng mà mụ ta không biết điều, đã tự sát rồi. Còn cái lũ Clockman ngu ngốc nữa tự tới nộp mạng, giúp ta biến thành một Super God tai tình Real Man thế này đây. Thật chết tiệt đây. Mẹ kiếp, ngươi dám làm hại con gái ta. Ta có liều chết cũng kéo ngươi theo, bắt ngươi phải xuống địa ngục chịu tội với nó. Con kiếp, còn Clockman, họ là những loại anh hùng để giúp đỡ bọn ta. Sao ngươi lại đối xử với họ như vậy? Cấm mồm! Các ngươi chỉ biết có các ngươi chỉ biết bản thân mình sống và phát triển, lại đi tiêu diệt loài khác trước làm chi? Tổ tiên Real Man của bọn ta cũng giống như các ngươi, tại sao các ngươi lại không cho họ có quyền được sống và tồn tại? Cái gì? Lũ khốn kiếp đó à? Lũ khốn kiếp đó mà còn sống là hại biết bao nhiêu người. Bất kể ai đi qua lãnh địa của bọn chúng cũng đều cướp bóc giết chóc, và bọn chúng không khác gì ngươi, đúng là thứ bẩn thỉu. Hôm nay ta sẽ thế thiên hành đạo tiêu diệt ngươi. Cầm mồm đi lũ chết tiệt. Kể từ bây giờ cả thế giới này sẽ cho ta thống trị.